Trước đây mình cũng có bán một số cái máy, dòng máy của các thương hiệu Trung Quốc á, nhưng mà khi mình bán rồi giá rẻ, nhưng mà mình xử lý hậu quả, xử lý khắc phục cho khách hàng rất là nhiều. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Đồ Nghề Tự Chọn và mình là Trung. Hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn một cái câu hỏi và một cái vấn đề. Trước đây thì bên Đồ Nghề Tự Chọn có kinh doanh một số cái mặt hàng mang thương hiệu của Trung Quốc, thì dù nó có chất lượng rất là tốt và giá thành rất là hợp lý, nhưng mà sau một thời gian kinh doanh thì có một số vấn đề xảy ra, đó là khi máy hư hỏng đem đến thì bên mình lại thiếu cái phụ tùng để mình thay thế. Và khi mà mình đặt những cái phụ tùng đó ở tại nhà cung cấp thì một số dòng thì họ có sẵn và một số cái thì cũng phải chờ họ chuyển về, họ nhập khẩu về thì họ mới chuyển về cho mình để mình có thể là thay đổi sửa chữa cho khách hàng. Và đó như một người thợ, một cái công cụ dụng cụ lao động là để giúp cho họ để làm việc, mà khi họ gửi máy cho mình mà mình lại mất rất là nhiều thời gian để mình xử lý cái máy này, dẫn đến những người thợ họ không có dụng cụ để làm việc, thì mất ngày nào thì mất tiền ngày đấy, chậm ngày nào mất tiền ngày đấy. Nên là bên mình cũng rất là đắn đo và lựa chọn lại các phân khúc kinh doanh. Thì bây giờ thì hầu hết luôn là Đồ Nghề Tự Chọn đang tập trung kinh doanh các sản phẩm là chính hãng và có thương hiệu lớn, giống như là Boss nè, Makita nè, Dewar nè, đó là những cái thương hiệu lớn trong thị trường và tất cả các anh em thợ thầy đều rất là biết thương hiệu này. Thì đó, những ưu điểm và nhược điểm những thương hiệu này như thế nào so với các sản phẩm của hàng Trung Quốc? Thứ nhất là đối với các sản phẩm của Boss và Makita, Dewar, thì giá của thành của sản phẩm này tương đối nó sẽ cao hơn những cái sản phẩm cùng phân khúc mà sản xuất tại Trung Quốc, nhưng mà bù lại cái lợi ích nó mang lại rất là nhiều. Nó có thứ nhất là đôi khi trong một năm bạn sử dụng 3 cái máy hàng Trung Quốc để bạn thực hiện công việc, nhưng mà trong cùng ở mức tiền đó bạn có thể là chỉ mua một cái máy thôi để của Boss hoặc Makita, thì bạn có thể là thực hiện được cái công việc đó nó tốt hơn. Thứ hai là đối với những dòng máy Trung Quốc, do giá thành rẻ nên là cơ cấu linh kiện của họ nó cũng không được chất lượng bằng những hãng sản phẩm này, nên là khi mà thành phẩm mà mình sản xuất ra, khi mà mình thi công đó, mình phải tốn công rất là nhiều để mà mình chà dũa lại để mình làm đẹp cái thành phẩm của mình. Còn đối với các dòng Boss, Makita thì khi mà bạn sản xuất thành phẩm rồi thì hầu hết luôn nó đã rất là đẹp. Tuy nhiên hàng Boss, Makita, Dewar thì đó là những cái sản phẩm của nước ngoài, của châu Âu, của Nhật, và họ có tiêu chuẩn rất là cao, nên là cái giá thành của họ nó cũng là khá cao hơn so với cái sức mua của một số các anh em thợ. Nên từ đó các anh em thợ là thường hay chọn những cái sản phẩm Trung Quốc rẻ tiền hơn, tại vì mình chưa có đủ kinh tế để mà mình mua những cái sản phẩm mà đắt tiền như vậy. Thì cũng một lời khuyên á, là sau khi mà những anh em thợ nào lần đầu chúng ta khởi nghiệp, chúng ta làm một cái thời gian rồi, chúng ta có tiền, thì chúng ta cũng nên chuyển dần từ mua những sản phẩm Trung Quốc thuộc dạng là cấp thấp, hoặc nâng lên những sản phẩm Trung Quốc mà cấp vừa, có hiệu suất an toàn cao, và tiếp tục nâng lên những cái sản phẩm có thương hiệu giống là của Đức, của Nhật, của Mỹ gì đấy. Thì đó là một cái chia sẻ mà tại sao cái bên mình lại chọn phân khúc như vậy. Đó là đối với sản phẩm hàng Trung Quốc, tại sao Đồ Nghề tôi chọn lại không có lựa chọn, là thứ nhất là có thể chiết khấu của họ cao hơn so với những các mặt hàng chính hãng Boss, Makita. Tất cả những hàng thương hiệu có rồi thì họ chiết khấu cho đại lý bán lại rất là, nó không có được cao giống như cái sản phẩm mà của hàng Trung Quốc, nhưng mà bù lại nó mang lại sự yên tâm cho bên Đồ Nghề Tự Chọn và yên tâm cho khách hàng. Thì theo mình đo lường cái tỷ lệ mà sản phẩm mà có hàng Boss, Makita, Dewar, những cái sản phẩm mà chất lượng của nước ngoài đã có thương hiệu, thì cái tỷ lệ bảo hành hầu hết luôn nó đâu đó nó tầm khoảng chưa được 0,5% sản phẩm. Và mình bán ra mình rất là tự tin cái sản phẩm của mình đối với khách hàng. Rất ít trường hợp mà khách hàng mang đến để bảo hành và phản ánh những cái trường hợp dịch vụ này. Bù lại cái giá tiền của nó thì nó cũng hơi nhỉnh hơn so với mặt hàng Trung Quốc. Còn ngược lại, trước đây mình cũng có bán một số cái máy, dòng máy của các thương hiệu Trung Quốc á, nhưng mà khi mình bán rồi giá rẻ, nhưng mà mình xử lý hậu quả, xử lý khắc phục cho khách hàng rất là nhiều. Tại vì phân khúc của khách hàng, người ta chỉ muốn là bỏ một số tiền như vậy, nhưng mà người ta muốn một cái sản phẩm chất lượng thì nó rất là khó đáp ứng. Và khi họ mua những sản phẩm mà phù hợp giá tiền của họ rồi thì nó là những sản phẩm Trung Quốc đó, thì về thì nó cũng có một tỷ lệ hư hao nó cũng là khá cao hơn so với tỷ lệ hàng Nhật. Không phải là Trung Quốc nào cũng hư, nhưng mà tỷ lệ nó sẽ cao hơn so với những cái mặt hàng Boss, Makita và Dewar.
đâu đó tầm khoảng 2%, 3%, thì những cái đó mình phải xử lý cho khách hàng. Mà đôi khi mình muốn xử lý nhanh nhưng mà mình vẫn còn phải phụ thuộc vào nhà cung cấp là xem họ có cái linh kiện này để mình thay thế cho khách hàng liền hay không. Nếu mà không có thì mình cũng phải đành lỡ hẹn với khách hàng, và mình và khách hàng cũng phải chờ thôi. Đó là lý do tại sao mà đồ nghề tự chọn lại tạm thời ngưng các dòng máy có thương hiệu là Trung Quốc và những cái dòng máy rẻ tiền, và chọn phân khúc bán cung cấp cho khách hàng là những dòng máy Bosch, Makita. Tại vì mình xác định, thứ nhất, mình bán là mình bán cái sản phẩm phải tốt. Thứ hai, cái dịch vụ của đồ nghề phải tốt. Thứ ba là khách hàng sử dụng rồi nó mang đến cho những khách hàng những cái hiệu quả xứng đáng với đồng tiền của khách hàng mua. Tổng kết những cái đó thì đồ nghề tự chọn cũng mong muốn là khách hàng là những người tiêu dùng thì mình có biết được mình sẽ lựa chọn những sản phẩm nào phù hợp đối với cái ngành nghề kinh doanh của mình và từng cái giai đoạn phát triển kinh tế của mình, để chúng ta có thể là chọn những cái giải pháp nó tốt hơn. Và đặc biệt là có một cái giải pháp cho các anh em là trước giờ của hàng Trung Quốc mà đang thiếu tiền, chưa có đủ tiền để mà thể là nâng cấp, rất muốn mua đấy. Mình cũng biết là các anh em rất là muốn mua những cái mặt hàng của Nhật, của Boss, của Makita hoặc của Dewar, nhưng mà lại không có tiền. Thì đồ nghề tự chọn có một cái giải pháp cho anh em, đó là trả góp. Hiện tại bây giờ đồ nghề tự chọn đang liên kết với Fundin là hỗ trợ anh em trả góp dưới 3 triệu đồng trong thời gian là 3 tháng miễn phí, lãi suất hoàn toàn công ty. Và thứ hai là trả góp bên công ty HD Sasson là trả góp lên đến 70 triệu đồng trong vòng 2 năm. Và anh em cứ yên tâm, anh em cứ mua, anh em làm có tiền, anh em đến trả góp dần dần, anh em tiếp tục tái đầu tư, thì nó sẽ mang lại cho anh em, thứ nhất là hiệu quả về kinh tế, thứ hai là mang cho anh em một cái gọi là an toàn trong lao động. Những cái vấn đề này anh em làm rất là cực khổ để chúng ta kiếm tiền, đúng không? Nhưng mà chúng ta không thể nào dùng đồng tiền của chúng ta để mà chúng ta chi trả cho những cái khoản mà không an toàn của chúng ta. Và đó là những thông tin chia sẻ của đồ nghề tự chọn. Hy vọng những kiến thức này, những kinh nghiệm này sẽ giúp cho các bạn anh em thợ có những cái sự lựa chọn đúng đắn và từ đó phát triển được công việc kinh doanh của mình. Và các bạn lưu ý hãy ủng hộ cho đồ nghề tự chọn bằng cách đăng ký và like. Xin chào và hẹn gặp lại.